Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giá Hơi Hàng Ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn, thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giá Hơi Hàng Ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Heo Hơi sáng ngày thứ Tư, ngày 25 tháng 10 năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, giá heo hơi trong nước tăng trở lại trong khoảng một tuần trở lại đây, đặc biệt đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc. Có những thời điểm đã xuất hiện mức giá 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg, thậm chí tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam trong ngày hôm nay phổ biến mức giá đối với heo chọn loại 1 là từ 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Nhưng hiện nay, nguồn cung đang có sự tham gia của một lượng heo nhập lậu qua biên giới từ khu vực phía Bắc về Việt Nam. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tình trạng buôn bán, vận chuyển heo trái phép qua biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam diễn ra khá phổ biến và phức tạp, nhất là khi giá heo hơi hiện nay của Việt Nam đang cao hơn so với Trung Quốc gần 10.000 đồng trên 1 kg, làm tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh như dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng và sẽ tác động rất lớn đến thị trường nội địa. Ghi nhận trong ngày hôm nay, một số địa phương ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là khu vực Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Nam Định có mức giá dao động từ 53 cho đến 55.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Hưng Hà của tỉnh Thái Bình trong ngày hôm nay đã xuất hiện mức giá 56.000 đồng bán nhỏ cho lái mổ địa phương. Thị trường sôi động hơn khi mà thương lái tiếp tục đẩy mạnh thu mua, thậm chí nhiều nơi lái đã bỏ cọc với mức giá 56.000 đồng. 2-3 ngày nữa sẽ bắt. Cũng trong ngày hôm nay, khu vực Thái Nguyên, Phú Thọ hay Bắc Giang nhiều nơi đang dao động từ 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Hầu như đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc đang trên 50.000 đồng. Nếu địa phương nào mà thương lái đang thu mua dưới 50.000 đồng thì các bạn hãy lưu ý và đừng bán. Bởi với lượng heo ít như thế này, nhiều người dự đoán rằng giá heo hơi sẽ còn tăng dài. Nhiều tỉnh ở khu vùng cao theo ghi nhận trong ngày hôm nay như khu Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang cũng ở mức 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Đặc biệt Quảng Ninh trong ngày hôm nay ở mức 55 cho đến 56.000 đồng. Giá heo hơi ở thị trường miền Bắc tăng quá nhanh khiến cho các đầu mối đẩy mạnh thu mua tại các tỉnh thành ở khu phía Nam đang đưa ra Bắc. Và điều đó có thể 1-2 ngày nữa ở khu miền Nam và thị trường miền Trung giá heo cũng sôi động hơn. Còn đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung, sau khi nhiều kho ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có xu hướng tăng, thì heo ở trong dân cũng dục dịch tăng theo. Trên địa bàn Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong ngày hôm nay đều trên 50.000 đồng 1 kg. Như Thanh Hóa có những nơi báo giá đến 53.000 đồng, hay khu vực Hà Tĩnh cũng đạt mức giá 52.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương ở thị trường miền Nam Trung Bộ như Phú Yên trong ngày hôm nay, các hộ chăn nuôi cũng báo giá lên đến 53.000 đồng. Trong khi đó, Bình Định hay đối với khu Khánh Hòa cũng từ 50 cho đến 51.000 đồng, mức giá đảm bảo người chăn nuôi đang có lãi nhẹ. Khu Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng đã phục hồi, Đắk Lắk hay là đối với tỉnh Kon Tum phổ biến mức giá từ 51 cho đến 53.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá của Kon Tum trong ngày hôm nay đạt 53.000 đồng trên 1 kg, thậm chí bán chọn heo đói nhiều nơi còn báo giá 54.000 đồng. Đà tăng ở các tỉnh thuộc thị trường miền Nam chậm hơn so với miền Bắc bởi nhiều công ty ở thị trường miền Nam không đẩy giá lên, do đó mà giá heo hơi ở khu vực này vẫn đang phổ biến khung giá từ 48 cho đến 53.000 đồng tùy thuộc vào từng địa phương. Ghi nhận một số tỉnh ở khu vực miền Đông Nam Bộ như khu vực Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh hay Bình Dương đang có mức giá dao động từ 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với thị trường miền Tây, giá heo hơi không đồng nhất. Có những địa phương có mức giá khá cao như Vĩnh Long hay Hậu Giang ở mức 52 cho đến 53.000 đồng. Tuy nhiên cũng có những địa phương chỉ ở mức 48 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg như khu Kiên Giang hay Trà Vinh. Và chi tiết hơn theo ghi nhận giá heo được cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc, trong ngày hôm nay thủ đô Hà Nội phổ biến mức giá từ 53 cho đến 55.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá ở khu Ba Vì của thành phố Hà Nội bán chọn loại 1 trong ngày hôm nay ở mức 54 cho đến 55.000 đồng, cao hơn các địa phương khác.
Hải dương đẹp ở mức 55.000 đồng trên 1 kg, xấu hơn một chút thì ở mức 52 cho đến 54.000 đồng tùy loại. Hải phòng trong ngày hôm nay cũng đã chạm mốc 55.000 đồng và phổ biến khung giá từ 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Hưng Yên trong ngày hôm nay bình quân đạt 54.000 đồng. Tuy nhiên, quanh thành phố Hưng Yên, một số hộ chăn nuôi đã bán được với mức giá 55.000 đồng trên 1 kg. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 53 cho đến 54.000 đồng, khu vực sông Lô 54.000 đồng trên 1 kg. Bắc Ninh phổ biến mức giá 52 cho đến 54.000 đồng. Nam Định trong ngày hôm nay có mức giá 52 cho đến 54.000 đồng. Heo đẹp ở huyện Hải Hậu của tỉnh Nam Định đã bán được mức giá 54.000 đồng trong ngày hôm nay. Ninh Bình bình quân 53.000 đồng. Hà Nam trong ngày hôm nay, khu vực Duy Tiên, Thanh Liêm có mức giá 53.000 đồng trên 1 kg. Các khu vực khác phổ biến mức giá từ 50 cho đến 52.000 đồng. Thái Bình trong ngày hôm nay có mức giá đỉnh là 54 cho đến 55.000 đồng. Thậm chí khu vực Hưng Hà của tỉnh Thái Bình trong ngày hôm nay đã bán được mức giá 56.000 đồng cho lái mổ địa phương các bạn nhé. Đây là tỉnh có mức giá cao nhất ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ tính đến thời điểm hiện tại. Một số địa phương ở khu vực Tây Bắc trong ngày hôm nay cũng có mức giá cao như Sơn La 50 cho đến 52.000 đồng. Hòa Bình trong ngày hôm nay phổi mức giá 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Tân Lạc của tỉnh Hòa Bình trong ngày hôm nay báo giá 51.000 đồng. Khu vực Lạc Thủy báo giá 52.000 đồng trên 1 kg. Lai Châu và Điện Biên phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng. Đặc biệt khu vực Mường Trà của tỉnh Điện Biên trong ngày hôm nay, hộ chăn nuôi bán với mức bình quân là 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực Trung du và miền núi có đàn heo lớn như khu vực Thái Nguyên 53 cho đến 55.000 đồng. Phú Thọ trong ngày hôm nay nhiều nơi báo giá 54.000 đồng trên 1 kg và đang đạt mức dao động từ 52 cho đến 54.000 đồng. Bắc Cạn 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Tuyên Quang trong ngày hôm nay có mức giá 50 cho đến 54.000 đồng. Ghi nhận trong ngày hôm nay ở quanh khu vực Yên Sơn của Tuyên Quang có mức giá bình quân 53.000 đồng. Quảng Ninh 55.000 đồng trên 1 kg. Lạng Sơn trong ngày hôm nay cũng đạt 52 cho đến 53.000 đồng. Lào Cai và Yên Bái phổ biến mức giá 51 cho đến 53.000 đồng. Hà Giang 53.000 đồng trên 1 kg. Bắc Giang trong ngày hôm nay có mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Theo chọn bán ở khu vực Yên Thế cho lái mổ địa phương trong ngày hôm nay ở mức 54 cho đến 55.000 đồng. Đây là dòng heo siêu các bạn nhé. Khu vực Cao Bằng phổ biến mức giá 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung, ghi nhận Thanh Hóa có mức giá 50 cho đến 53.000 đồng. Khu Quảng Xương, Hậu Lộc, nhiều hộ chăn nuôi báo giá 53.000 đồng trên 1 kg. Thậm chí ở huyện Cẩm Thủy trong ngày hôm nay, các hộ chăn nuôi cũng báo giá 52 cho đến 53.000 đồng. Nghệ An ở mức 50 cho đến 52.000 đồng. Hà Tĩnh trong ngày hôm nay có mức giá 52.000 đồng. Ghi nhận một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Hương Sơn của tỉnh Hà Tĩnh đang có mức giá này. Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay có mức giá dao động 51.000 đồng. Quảng Nam 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ngãi trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự, trong khi đó Bình Định 51.000 đồng. Phú Yên trong ngày hôm nay báo giá cao nhất 53.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa 50 cho đến 52.000 đồng. Trong khi đó khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận phổ biến mức giá 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng có xu hướng tăng như Kon Tum 53.000 đồng, Đắk Lắk 51.000 đồng trên 1 kg, khu vực Gia Lai phổ biến mức giá 50 cho đến 52.000 đồng, Lâm Đồng cũng có mức giá tương tự, trong khi đó Đắk Nông phổ biến mức giá 49 cho đến 52.000 đồng. Một số địa phương ở thị trường miền Nam như khu vực Đồng Nai 50 cho đến 52.000 đồng, thành phố Hồ Chí Minh 51.000 đồng trên 1 kg, Bình Dương, Bình Phước hay đối với khu vực Tây Ninh phổ biến mức giá 50 cho đến 52.000 đồng, Bà Rịa Vũng Tàu 52.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Tây như Hậu Giang 53.000 đồng, Vĩnh Long trong ngày hôm nay đạt mức giá 52.000 đồng trên 1 kg. Bến Tre có mức giá 49 cho đến 52.000 đồng, khu Đồng Tháp 51.000 đồng trên 1 kg, Cần Thơ 50 cho đến 52.000 đồng, Bạc Liêu trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 50 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg, An Giang 52.000 đồng, Tiền Giang cũng có mức giá tương tự khi ở khu vực Cai Lậy báo giá 51 cho đến 52.000 đồng. Kiên Giang trong ngày hôm nay tăng nhẹ 1.000 đồng lên mức 50 cho đến 51.000 đồng.
Cà Mau 49 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg, Trà Vinh trong ngày hôm nay ở mức 48 cho đến 51.000 đồng, Sóc Trăng 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy tiếp tục đăng ký kênh để cập nhật giá heo hơi ở thời điểm nhạy cảm này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi.